Sáng ngày 29 tháng 12 tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietinbank tổ chức giải chạy Sống khỏe cùng Vietinbank nhằm mục đích gây quỹ ủng hộ các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đây là giải chạy đầu tiên do Vietinbank tổ chức với sự đầu tư kỹ lưỡng và quy mô hoành tráng. Giải chạy thu hút sự tham gia của đại diện ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên, đối tác, khách hàng của Vietinbank trên địa bàn thành phố Hà Nội cùng các nhà tài trợ và đông đảo các vận động viên. Ngay từ 7 giờ 30 sáng đã có hơn 1.500 vận động viên tập trung tại Hồ Hoàn Kiếm với tinh thần hứng khởi, sẵn sàng tranh tài ở hai cự ly chạy cá nhân 3 km và 5 km. Ông Trần Văn Tần, thành viên hội đồng quản trị Vietinbank cho biết, giải chạy Sống khỏe cùng Vietinbank không chỉ là phong trào thể thao đơn thuần, có phần nâng cao nhận thức, chăm sóc sức khỏe mà còn là hoạt động thiện nguyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Mỗi bước chân trên đường chạy của các vận động viên sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, giúp các em có cuộc sống vui khỏe và trọn yêu thương. Tính đến 9 giờ ngày 29 tháng 12, giải chạy Sống khỏe cùng Vietinbank đã quyên góp được hơn 226 triệu đồng từ các đơn vị và vận động viên. Ngay tại sự kiện, toàn bộ số tiền quyên góp đã được Vietinbank trao tặng cho Bệnh viện Nhi Trung ương để hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện. Sau những vòng chạy đua gay cấn, chương trình đã tìm ra những nhà quán quân về đích sớm nhất của các cự ly. Trong khuôn khổ giải chạy, Vietinbank đã tổ chức chương trình bốc thăm may mắn và tìm ra những vận động viên may mắn trúng những giải thưởng hấp dẫn có giá trị. Sự tham gia tích cực của các vận động viên tại giải chạy đã góp phần lan tỏa thông điệp sống tích cực, sống ý nghĩa với cộng đồng và tạo nên thành công cho giải chạy Sống khỏe cùng Vietinbank. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.